Hello, tiếp tục lại là mình đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Thì đầu video này mình xin chúc tất cả anh em có một buổi tối thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình em ơi. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa đến cho tất cả anh em một số sự kiện rất là ngon nhá. Ok, đấy, tương đối ngon luôn. Tại vì hôm ngày hôm nay là cái nhờ game nó cập nhật phiên bản mới anh em ạ. Đấy, và có một số sự kiện rất là ngon luôn. Ok, và trước khi vào sự kiện nhá thì mình sẽ đi tặng quà cái đã. Ok, và quà bạn bè này. Đấy, thì vào đây thì đầu tiên thì mình một lần chân thành cảm ơn tất cả những anh em vòi quà. Ok, thì anh em vòi quà một hoặc hai lần đây. Ok, đấy, tất cả trong này thì mình sẽ tặng quà hết nhá. Ok, nhưng mà mình lướt qua rồi thì mình xin phép một xíu này. Thì có bạn top 1 SL, bạn ấy vòi quà trang phục, à quên, xin lỗi, bạn ấy vòi sổ sứ mệnh 40 nhá. Tại vì ngày hôm nay là 26 rồi thì mình có tặng, thì bạn có sử dụng được có 3 ngày thôi. Ok, đấy, tại vì giờ sắp sang sổ sứ mệnh 41 rồi. Thì bạn top 1, sau video ngày hôm nay thì bạn top 1 SL này nhá, bạn vui lòng comment cho mình được biết là bạn còn muốn muốn mình tặng sổ sứ mệnh 40 không. Thì video sáng mai mình sẽ tặng. Ok, đấy, mình hứa chắc chắn, chắc chắn 100% là nếu bạn muốn vẫn muốn nhận số sứ mệnh 40 thì video sáng mai mình sẽ tặng bạn top 1 FL. Ok, đấy, mình sẽ tặng từ bạn lệ quý trở lên nhá. Ok, và trong cái này bạn Island đồng yêu thì mình đã tặng rồi này. Ok, mình tặng bạn bạn của bạn vòi quà trang phục chiến thần Mây Thái, bạn lệ quý này. Ok, đấy, chiến thần Mây Thái 999 quân y. Ok, mình sẽ tặng bạn lệ quý. Ok, tâm thư này, tặng quà thành công cho bạn lệ quỷ đây anh em ơi. Đấy, trang phục rắc chiến thần Mai Thái 999 quân y. Ok, đã tặng quà thành công này. Tặng xong thì quân y đang còn 130.456 quân y. Ôi, số đẹp thế nhở, quá là đẹp luôn. Và cái bạn tiếp theo mình sẽ tặng nhá, đó là bạn nào Quay Queen. Ok, Quay Queen muốn mình tặng trang phục Tulen Tân Điên Vị Thần 799 quân y. Ok, mình sẽ tặng luôn này, tâm thư này. Lại tiếp tục tặng quà thành công cho bạn Quay Ring này em ơi. Quay Queen, ok, trang phục Tulen Tân Niên Vệ Thần 799 quân hy. Đấy, tặng quà xong cho bạn Quay Queen thì quân hy đang còn này 129.657 quân hy, được chưa? Đấy, thì hôm nay mình sẽ tặng ba bạn nhá. Ok, bạn Island Đông Yêu thì mình đã tặng rồi này, ba ngày trước mình đã tặng rồi. Để tiếp theo bạn Vinh Idol. Ok, bạn Vinh Idol lại tiếp tục trang phục Rắc Chiến Thần Mây Thái 999 quân hy. Ok, đấy, các bạn cứ yên tâm, quân hy đang còn rất rất là nhiều luôn. Ok, tâm thư này, lại uy tín tặng quà thành công cho bạn Vinh này anh em ơi, là Vinh Idol. Đấy, trang phục Rắc Chiến Thần Mai Thái 999 quân hy. Ok, tặng quà cao đắt nhất này 999 quân hy, xong quân hy vẫn đang còn này 128.658 quân hy, vẫn đang còn quá quá là nhiều luôn. Ok, và video ngày mai thì mình sẽ tặng từ cái bạn Hùng Idol đấy nhá. Ok, các anh em cứ yên tâm, thì trong phần quà cáp này mình sẽ tặng hết. Ok chưa, lần lượt mình sẽ tặng tặng tất tần tật. Ok, thì video ngày hôm nay thì mình đã tặng quà này ba bạn này, đó là bạn gì nhỉ, Lệ Quỷ, Well King và bạn Vinh. Ok, và bạn này thì sau video ngày hôm nay thì vui lòng comment cho mình được biết đã nhận được quà hay chưa, để mình còn xử lý và kiểm tra nhá. Ok chưa, đấy. Ok, và tiếp theo mình sẽ vào sự kiện chính của video ngày hôm nay này. Ok, đó là sự kiện nạp năng lượng nhận skin đến bậc S cộng. Ok, quá là nhiều trang phục bậc S cộng anh em ạ. Đấy, thì nhìn vào thì tương đối ngon nhưng mà hơi khoai một xíu. Đấy, khoai chỗ nào thì anh em chú ý cho mình nhá. Thì sự kiện này thì có hai thanh năng lượng tình bạn và thanh năng lượng chiến đấu. Ok, và sau khi đầy hai thanh năng lượng này thì mình sẽ nhận được quà. Ok chưa, để anh em chú ý, cho mình này, để nạp được thanh năng lượng tình bạn thì anh em chú ý. Đấy, thì anh em phải mời những cái bạn mà đã lâu ngày không chơi ấy, đấy, rất là nhiều, thì nó sẽ sau khi mở ra thì sẽ có auto những cái bạn mà lâu ngày không chơi ấy, thì nó sẽ có những cái danh sách này cho anh em. Ok, anh em mời những cái bạn lâu ngày không chơi này thì để nạp năng lượng cho cái thanh tình bạn. Ok chưa, đấy, thì nó hơi khoai một xíu, thì những cái bạn này đã không chơi rồi thì mình cũng khó mời lắm. Ok, đấy, nhưng mà những anh em mà quen những cái bạn mà lâu ngày không chơi ấy thì nhờ vả một xíu. Ok, đấy, thì những cái bạn này sẽ chơi lại thì mà mình sẽ nhận được năng lượng đầy thì mình sẽ nhận được quà. Ok chưa, đấy, và anh em chú ý chỗ này, đoạn này cho mình. Thì bên thanh năng lượng chiến đấu nhá, thì anh em chơi một trận mỗi ngày này, đăng nhập mỗi ngày thì năng lượng nó sẽ cộng vào. Ok, đấy, và sau khi thanh năng lượng của bên chiến đấu này nó đầy thì nó sẽ auto chuyển sang bên thanh năng lượng tình bạn cho anh em. Ok chưa, đấy, cái này cũng được anh em ạ. Đấy, và khi nạp đầy hai thanh năng lượng rồi thì chắc chắn nhận được một trong các quà sau, như là rắc băng lôi thần quyền này, triệu vân chiến tướng mùa đông này, Vera y tá này, thu đặc cảnh, hay là Ari cấm vệ nguyệt tộc này, Violet đặc dị này. Ok, đấy, ngoài ra còn có thể tham gia vòng quay để cơ hội nhận thêm iPhone 13, thì
iPhone 13 thì mình không không đừng có mơ tưởng đấy nha bạn. Đấy thì chắc là con cháu dê mơ dế má của gà rán thì nó chia nhau hết rồi, thì mình sẽ không đến phần đâu, mình sẽ mơ tưởng để may ra mơ tưởng đến iPod này, ok đấy, hoặc là trang phục hay là skin 159 quân y, ok đấy, chọn một skin 399 quân y, ok đấy, may ra còn được anh em ơi. Đấy sự kiện mình này nhìn nhìn chung là tương đối ngon đấy, được chưa? Thì anh em làm theo cái sự kiện này, ok, làm theo cái sự kiện này mà làm chưa nhận được chưa nhận được trang phục SS hay trang phục gì cả thì hãy đến với kênh của mình, ok đấy. Quân Huy đang còn rất rất là nhiều này, 128.658 quân Huy, ok chưa? Đấy quá là nhiều quân Huy luôn đấy. Nếu mà anh em làm sự kiện không nhận được cái gì thì trắng tay thì hãy quay về với mình đấy, hãy quay về bên mình sẽ tặng quà tặng trang phục cho, ok. Cũng giống như lúc nãy mình tặng ba bạn đấy, thì sau video ngày hôm nay thì ba bạn vui lòng comment cho mình được biết này đã nhận được quà hay chưa nhá, ok đấy. Riêng cái bạn bạn gì nhỉ? Bạn gì đòi số sứ mệnh 40 đấy. Ok, thì sau video ngày hôm nay thì bạn vui lòng comment cho mình được biết, nếu còn muốn nhận thì mình sẽ tặng, được chưa? Video sáng mai mình sẽ tặng. Đấy. Và nếu mà bạn chờ được thì nếu bạn chờ được số sứ mệnh 41 ấy thì mình sẽ tặng số sứ mệnh 41, ok chưa? Đấy. Quà cáp chứ, mình xin lỗi một xíu. Thì ngoài nó không hiện hết à? À hiện hết rồi anh em ơi. Đấy, thì nó mới cập nhật. Thì có rất là nhiều trang phục đẹp trong này đấy, Nagroth chiến binh hỏa ngục này, Nagroth Bebop công nghệ này, Murad đồ thần đao, Ari kimono đấy, các thứ rất là nhiều luôn. Laurel phi thiên, Natalia nửa quái công nghệ quá là đẹp đấy. Ngoài số sứ mệnh, ngoài quên mình xin lỗi nhé, ngoài trang phục thì có số sứ mệnh nữa đấy. Thì anh em nào cài gần xong rồi thì yêu cầu mình tặng, mình sẽ tặng số sứ mệnh 40 này đấy, được chưa? Thì hay không thì anh em chờ đến số sứ mệnh 41 mình sẽ tặng số sứ mệnh 41 cho, ok chưa? Đấy quá là nhiều trang phục đẹp luôn đấy, được chưa? Thì muốn nhận được trang phục miễn phí free thì hoàn toàn free, thì anh em cứ làm đầy đủ các bước cho mình, like bật chuông, đăng ký kênh, xem video không thua thì chắc chắn mình sẽ tặng quà nhé, chắc chắn 100% luôn, ok. Thì chắc mình xin phép tạm dừng video ngày hôm nay của mình tại đây, chúc tất cả anh em này có một buổi tối thật là vui vẻ, thật thật hạnh phúc bên gia đình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sáng mai.